Sáng 15 tháng 8 năm 2023, tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. Bên cạnh các ý kiến về chế độ chính sách đối với nhà giáo, vấn đề triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cũng nhận được nhiều ý kiến từ các giáo viên, cán bộ ngành giáo dục. Không ít ý kiến băn khoăn về những bất cập trong quá trình giảng dạy môn tích hợp ở cấp trung học cơ sở. Trong khi chương trình mới triển khai dạy và học các môn tích hợp, song đội ngũ giáo viên chỉ được đào tạo dạy đơn môn. Những buổi tập huấn, bồi dưỡng với thời gian ngắn ngủi cũng không thực sự hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giảng dạy môn tích hợp. Việc tích hợp các môn khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý còn thực sự còn gặp bất cập khi giáo viên được đào tạo chỉ dạy từng môn. Giải pháp tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dạy tích hợp cũng chưa thực sự hiệu quả. Thêm vào đó, thì việc yêu cầu giáo viên bồi dưỡng để dạy tích hợp là do thay đổi từ chương trình, thế nhưng lại không có chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên khi tham gia bồi dưỡng các môn này. Trước những phản ánh của giáo viên về việc dạy môn tích hợp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng thừa nhận việc triển khai thực tế còn vướng mắc. Đây cũng là điểm khó khăn nhất trong những năm vừa qua. Chúng tôi thấy thực sự đây là một cái điểm vướng, điểm nghẽn, một cái điểm khó. Cũng có những nhà giáo đủ năng lực thì cũng đã dạy được cả các cái hợp phần. Nhưng phần nhiều thì vẫn đang chia ra theo các cái hợp phần riêng với các mảnh kiến thức riêng. Sách giáo khoa thì vẫn đang biên soạn với các cái phần riêng biệt. Và nhất là các cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì đối với giáo viên dẫu đã được tập huấn nhưng việc thực tế đảm nhiệm môn tích hợp vẫn còn đang là một thách thức rất lớn. Và căn cứ vào cái thực tế triển khai, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thời gian ngắn sắp tới sẽ quyết định xem xét có thể điều chỉnh việc dạy các môn tích hợp ở bậc trung học cơ sở. Nhưng điều chỉnh như thế nào để nó lại không gây ra những xáo trộn tiếp theo cũng như là ảnh hưởng đến việc sử dụng đội ngũ giáo viên và những năng lực của giáo viên đã được chuẩn bị trong thời gian vừa qua. Và cái điều chỉnh này nó cũng sẽ thuận lợi hơn và tốt hơn cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khả năng cao sẽ có cái điều chỉnh đối với việc dạy học môn tích hợp trong cái thời gian ngắn sắp tới. Tính đến nay, việc thay đổi sách giáo khoa theo chương trình mới ở cấp trung học phổ thông đã được triển khai đến lớp 11. Tuy nhiên, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tương lai vẫn còn bỏ ngỏ. Trước vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự kiến phương án sẽ được công bố vào quý 4 năm 2023. Việc thay đổi về câu hỏi và nội dung thì sẽ được cân nhắc điều chỉnh phù hợp với chương trình mới, đồng thời không khiến cho phụ huynh, học sinh bị sốc. Cũng tại sự kiện này, nhiều giáo viên bày tỏ sự lo ngại trong công tác triển khai chương trình mới trong bối cảnh điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Một số phòng học chưa được trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học như máy tính, màn hình, máy chiếu. Bên cạnh đó, đến mức 1,5 giáo viên một lớp đối với cấp tiểu học được cho là thấp, không đủ đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi một ngày theo chương trình mới. Ngoài cái lý do là các cái nguồn ngân sách của các cái địa phương có khó khăn, nhưng cũng có những cái lý do liên quan đến cái việc triển khai mua sắm, đấu thầu, giải ngân đầu tư công trong một vài năm qua cũng có một vài những cái chậm. Thì trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ rất là chú ý đến làm việc với các bộ ngành để làm sao mà khai thác được các cái đầu tư từ các cái chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó thì cái việc lo cái phần cơ sở vật chất này là một cái trách nhiệm rất lớn của các địa phương, thì cũng mong rằng lãnh đạo các địa phương cần phải quan tâm và có một cái quan tâm một cách giáo diết hơn nữa để có thể giải quyết được cái vấn đề điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho dạy học và cho cái hoạt động của các giáo viên.